thuốc đánh vào người anh lắc. Ôi trời, mày xem cái quái gì thế hả con? Mày có biết xem những cái này là sai trái lắm không? Tôi không phải là người sai, thứ sai là thế giới này. Ôi trời ơi, con ơi, sống kiếp người đi, đừng làm quy bi nữa. Mày có biết hồi bằng tuổi mày tao đã trải đời rất nhiều không? Hãy tự xem lại bản thân mình đi. Who care, who ác? Mày nói cái quái gì về tao thế hả con? Đi con, tao cho mày biết là tao đã tốt nghiệp đứng đầu lớp trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và được ghi nhận đã sẽ hơn 300 bạn tao được đào tạo. Ấy ấy mẹ cứ từ từ, hãy nghe con kể cho mẹ nghe những gì con đã đạt được trong khoảng thời gian làm quy bi. Vào 4 giờ sáng ngày 24 tháng 3 năm 2022 con đã bắt đầu chơi Mania. Con cảm thấy game này khá là khó, nhưng chỉ sau 2 tiếng thì con đã FC được Galaxy Collect. Và cũng ngay tối hôm đó con đã S danh được Gamaster Pit 1.4XZ luôn. Cuối cùng sau 2 ngày con đã clear FC lần và được tuyển thẳng vào Đại học Harvard để làm giáo viên với mức lương là 10 triệu đô một tháng. Ôi trời, sao con không nói sớm? Thôi từ giờ con đừng đi học nữa, hãy ở nhà làm QB đi. Đấy nhé. Mấy thằng danh con trong đây đừng có nghĩ tao hay đùa trên cái mạng ảo này mà nghĩ ngoài đời tao là một thằng weebu hèn hạ đéo dám ra đường hay trầm cảm, tự kỹ nhé. Thật ra bố mày đéo phải một thằng weebu bệnh hoạn như chúng mày nghĩ đâu, lũ óc cặc ạ. Tao đây là otaku đàng hoàng chân chính nhá.